Mô hình thí nghiệm được triển khai tại hộ ông Hồ Văn Tia, thôn A Ngo, xã A Ngo, huyện Đa Công trên diện tích 1 hecta với 2.000 cây. Đây là giống chuối tiêu hồng nuôi cây mô theo tiêu chuẩn 10TCN 530-2002, chiều cao từ 25 đến 35cm, đường kính thân từ 10 đến 15mm, có 4 đến 7 lá thật. Đồng thời, thử nghiệm 3 công thức về mật độ và phân bón với tỷ lệ. Quá trình thực hiện, Trung tâm Khuyến nông thực hiện bón phân đợt 1 vào tháng 1 năm 2022, dự kiến bón đợt 2 và tỉa chồi vào tháng 5, tháng 6 năm 2022. Đến nay sau 6 tháng trồng, cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất với mật độ 2,5 x 2 m và phân bón với tỷ lệ 240 đạm, 65 lân, 480 kali. Họ hướng dẫn mình trồng và cách chăm sóc nữa. Được chăm sóc bón phân là họ hướng dẫn, mấy bên khuyến nông tỉnh hướng dẫn, bên huyện đô họ hướng dẫn mình trồng để chăm sóc. Đầu tiên họ cho cây chuối là cây nhỏ, được khúc thôi, bằng chiếc đũa. Cây to và xong mình trông thấy cây lên tốt, cây chuối lên tốt, và ai cũng khen. Từ khi triển khai cái mô hình chuối tiêu hồng, thì vừa rồi là xã cũng đã tổ chức thành lập ban chỉ đạo. Thì trong quá trình triển khai thực hiện vừa rồi thì đã chỉ đạo ban nông nghiệp, cũng như các thành viên trong ban chỉ đạo đã rất là tích cực đến hướng dẫn. Rồi là tạo điều kiện cho cái hộ gia đình, trong đó hộ gia đình cũng được tập huấn về cái kỹ thuật, cách trồng cũng như cái chăm sóc. Mô hình triển khai trên cơ sở tác động đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, trong đó yếu tố quan trọng là phân bón, mật độ trồng, từ đó từng bước xây dựng và hình thành vùng nguyên liệu chuối trên địa bàn huyện nói riêng và các tỉnh Quảng Trị nói chung. Qua kiểm tra, hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện đề tài đạt đúng tiến độ. Bước đầu nhận thấy chuối tiêu hồng tương đối phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng miền núi phía Tây Quảng Trị. Vấn đề trong kỹ thuật chỉ đạo thời gian đến, chúng tôi đề nghị Trung tâm Khuyến nông và tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, đặc biệt đó là việc bón phân chăm sóc, làm cỏ. Và vấn đề thứ hai đó là việc tỉa để đình cây con, đảm bảo cho cây mẹ cùng với 2 đến 3 cây con là tốt nhất. Đây là mô hình mà chúng tôi sẽ chỉ đạo trong 2 vụ để đánh giá được cái hiệu quả kinh tế. Nếu sau này đây là mô hình có hiệu quả kinh tế cao thì chúng tôi sẽ chỉ đạo cho ứng dụng nhân rộng cho các địa bàn, các xã miền núi của huyện Đa Cà Rông. Và trên cơ sở để giúp cho đồng bào miền núi các tiến bộ kỹ thuật mới thì chúng tôi cũng mong muốn rằng trong thời gian sắp tới Sở Khoa học Công nghệ sẽ là hỗ trợ cho đơn vị khuyến nông kinh phí để chúng tôi thực hiện một số cái nội dung khoa học khác, ví dụ như là khảo nghiệm về trong cái trái sầu riêng trên vùng miền núi. Cái thứ hai nữa là phục tráng cái giống gà cu rang, gà bản địa của vùng Đá Cà Rông. Và cái thứ ba là coi như là nếp hồng, như vậy là phục tráng để là xây dựng cái sản phẩm ô cốp cho địa phương. Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu phát triển, chú ý khâu phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, tuyển chọn công thức mật độ và phân bón tối ưu nhất để có hướng phát triển cho bà con. Việc xây dựng mô hình sẽ mở ra hướng thâm canh mới trong việc chọn cây trồng phù hợp với đất đai và điều kiện canh tác của từng vùng, từng hộ gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống kinh tế, xã hội cho người dân.